Báo Quân xin chào quý vị và các bạn. Thủy phi cơ là một loại máy bay có cánh cố định, có khả năng hạ cất cánh trên mặt nước. Thường được chia thành hai loại: phi cơ đáp trên mặt nước, float plane, và tàu bay, flying boat. Loại phi cơ này được sử dụng để di chuyển tại các vùng nước lớn và có thể bay ở độ cao thấp, mang đến trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao cho du khách. Thủy phi cơ hiện có ở Việt Nam chủ yếu qua dịch vụ của hãng hàng không Hải Âu, cung cấp các chuyến bay hành trình, ngắm cảnh và thuê chuyến tại khu vực Vịnh Hạ Long. Thủy phi cơ không chỉ giúp giảm thời gian di chuyển, mà còn cho phép hành khách xem xét thiên nhiên hùng vĩ của vùng biển, với khả năng lướt trên mặt nước và đáp trực tiếp xuống biển hoặc sông. Thủy phi cơ là những phương tiện đặc biệt hữu ích trong quân sự, vì chúng có khả năng cất cánh và hạ cánh trên mặt nước, giúp chúng trở thành phương tiện vận chuyển linh hoạt và hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Vận chuyển. Thủy phi cơ được sử dụng để vận chuyển nhân viên, hàng hóa, vũ khí đến các vùng ven biển, đảo xa. So với máy bay dân dụng, thủy phi cơ có lợi thế hơn về địa điểm cất cánh và hạ cánh, phù hợp cho những vùng không có đường băng như các đảo hoang sơ. Chống ngầm. Thủy phi cơ được trang bị công nghệ tiên tiến để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, săn tìm tàu ngầm đối phương. Chúng có thể thực hiện nhiệm vụ này hiệu quả hơn máy bay trên đất liền hoặc trực thăng trên hạm tàu. Một số thủy phi cơ được thiết kế với hệ thống dò tìm chuyên biệt, như thiết bị xác định dạng thủy âm, xác định cường độ sóng biển. Tìm kiếm, cứu nạn. Nhờ khả năng bay thấp và hạ cánh trên mặt nước, thủy phi cơ là phương tiện lý tưởng cho các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trên biển. Chúng có thể nhanh chóng chuyên chở thuốc men, thiết bị y tế và nhân viên cứu hộ đến khu vực xảy ra thiên tai, tai nạn hoặc chiến sự trên biển. Tuần tra, giám sát. Khả năng bay thấp và hạ cánh linh hoạt giúp thủy phi cơ có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra bờ biển, giám sát và cảnh báo thiên tai. Một số quốc gia như Mỹ sử dụng thủy phi cơ cho mục đích này. Thi hành luật. Thủy phi cơ cũng được sử dụng để thi hành luật pháp trên biển, phát hiện các hoạt động trái phép như đánh bắt cá trái phép. Phòng cháy chữa cháy rừng. Khả năng chuyên chở nước cao của thủy phi cơ giúp chúng đóng vai trò quan trọng trong việc dập tắt các vụ cháy rừng. Ngoài ra, thủy phi cơ còn được sử dụng trong các mục đích khác như nghiên cứu sinh vật biển hoặc phục vụ du lịch ngắm cảnh. Vào ngày 26 tháng 7 năm 2020, thủy phi cơ lớn nhất thế giới của Trung Quốc thử nghiệm trên biển. Theo tờ China Daily đưa tin, chiếc thủy phi cơ AG-600 Côn Long của Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử đầu tiên trên biển vào ngày 26 tháng 7. Nguyên mẫu chiếc AG-600 với 4 phi công điều khiển đã cất cánh vào lúc 9 giờ 28 phút giờ địa phương tại sân bay San Tự Hà ở tỉnh Sơn Đông và hạ cánh vào lúc 10 giờ 14 phút tại một khu vực dự kiến ở Hoàng Hải ngoài khơi thành phố Thanh Đảo sau 46 phút bay. Sau đó, chiếc AG-600 cất cánh vào lúc 10 giờ 18 phút và bay trở về sân bay San Tự Hà. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc thiết kế và chế tạo chiếc máy bay này cho biết chuyến bay đã kết hợp với nhiều thử nghiệm trong quá trình vận hành. Chiếc AG-600 thực hiện hơn 170 chuyến bay chuẩn với tổng thời gian hơn 300 giờ trước khi thử nghiệm trên biển. Hiện có hai nguyên mẫu AG-600, bao gồm một chiếc để bay thử nghiệm và một chiếc để thử nghiệm trên mặt đất. AVC dự định chế tạo thêm 4 nguyên mẫu để thử nghiệm. AG-600 là chiếc thủy phi cơ thứ hai của Trung Quốc sau chiếc SG-5 được phát triển vào thập niên 1970 cho mục đích quân sự và đã ngừng sử dụng từ lâu. AVC cho biết dự án AG-600 nhằm đáp ứng các nhu cầu của Trung Quốc về cứu hộ khẩn cấp và phòng chống thiên tai. AG-600 là thủy phi cơ đa nhiệm được thiết kế với tốc độ cao, tối đa 560 km/h, kèm khả năng dễ tiếp cận và thao tác trong các nhiệm vụ như chữa cháy rừng và cứu hộ hàng hải. Trong nhiệm vụ cứu hộ, AG-600 có thể tìm kiếm tầm xa với độ an toàn cao và khả năng cứu hộ lên đến 50 người mỗi chuyến. Thủy phi cơ này cất cánh lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2017 và hoàn tất chuyến cất và hạ cánh trên mặt hồ vào tháng 10 năm 2018. Sau đó, máy bay có nhiều chuyến bay thử nghiệm trên biển nhằm chuẩn bị cho lần cất cánh trên mặt biển đầu tiên trong năm 2020.
với kích cỡ tương đương một chiếc máy bay Boeing 737 AG-600, lớn hơn bất kỳ thủy phi cơ nào có khả năng cất và hạ cánh trên biển. Máy bay được trang bị 4 động cơ tuabin cánh quạt, có thể bay suốt 12 giờ. Theo thiết kế, máy bay có tầm hoạt động 4.500 km, có thể hạ cất và hạ cánh trong điều kiện sóng cao đến 2 mét. Sau chuyến bay thử đầu tiên vào năm 2017, IFP dẫn lời giới quan sát cảnh báo thủy phi cơ này cũng có thể được sử dụng trên phạm vi rộng lớn, bao gồm tất cả các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng phi pháp tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam trên Biển Đông. Mới đây nhất trong tháng 7 năm 2024, Trung Quốc bắt đầu các thử nghiệm xin cấp phép bay đối với mẫu máy bay lưỡng cư lớn nhất thế giới, AG-600, đánh dấu cột mốc quan trọng trong ngành hàng không và hàng hải của nước này. AG-600 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, AVC, phát triển, được thiết kế chủ yếu để tuần tra trên biển và phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Interesting Engineering hôm 24 tháng 7 đưa tin. Theo CATN, Trung tâm cấp phép bay của Cục Hàng không Trung Quốc phát giấy phép bắt đầu thử nghiệm Type Inspection Authorization, TIA, cho mẫu đầu tiên trong dòng thủy phi cơ lớn AG-600. Cấu hình, điều kiện, khả năng bay và độ an toàn của mẫu máy bay đáp ứng các yêu cầu của TIA. Điều này cung cấp nền móng vững chắc cho máy bay AG-600 đạt giấy chứng nhận đủ điều kiện bay. Dòng máy bay lưỡng cư AG-600 được phát triển như một phương tiện trên không tiên tiến thiết yếu, giúp tăng cường khả năng cứu hộ khẩn cấp ở Trung Quốc. AG-600 có cấu hình độc đáo, bao gồm thân trên giống máy bay, kết hợp thân dưới giống tàu thủy. Theo AVC, đây là máy bay dân sự cỡ lớn, dùng cho mục đích đặc biệt đầu tiên của Trung Quốc, được phát triển độc lập. Phương tiện được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu cứu hỏa trong rừng, nay giải cứu trên biển và nhiều nhiệm vụ khẩn cấp khác. Trọng tâm của nhà phát triển tập trung vào khả năng hoạt động trên không và mặt nước, độ linh hoạt của nhiều mẫu và phát triển nối tiếp. Thiết kế của AG-600 là một phần trong mục tiêu của Trung Quốc nhằm tăng cường năng lực hàng không với máy bay sản xuất nội địa, bao gồm máy bay vận tải Y-20 và máy bay phản lực chở khách C-99. Theo Chủ tịch AVC là Gu Jingwen, AG-600 có thể cất cánh và hạ cánh trên biển khi sóng cao 2 mét và bay lơ lửng 2 giờ. AG-600 sử dụng động cơ turbine cánh quạt VBJ-6 dựa trên dòng AI-20 của Liên Xô từ thập niên 1950. Thủy phi cơ có trọng lượng cất cánh tối đa 53,5 tấn. Nó có thể hút 12 tấn nước từ hộp biển trong 20 giây, sau đó dùng lượng nước này dập cháy rừng. Bắc Kinh từng không ít lần tự hào khi AG-600 xô đổ kỷ lục của Shinmaiwa US-2 Nhật Bản và Berif B-200 Nga để trở thành thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Với trọng lượng cất cánh tối đa là 53,5 tấn, AG-600 còn vượt xa US-2 và B-200 với trọng lượng cất cánh lần lượt vào khoảng 40-45 tấn. Theo như lời kỹ sư trưởng của dự án AG-600 Hoàng Lĩnh Tài, thủy phi cơ này có thể thực hiện chuyến bay khứ hồi từ đảo Hải Nam tới bãi ngầm James do Malaysia quản lý. Hiện Trung Quốc tuyên bố là điểm cực nam của lãnh thổ nước này, mà không cần tiếp nhiên liệu. Tầm hoạt động của AG-600 cũng cho phép nó thực hiện các chuyến bay thẳng từ các căn cứ quân sự của Trung Quốc tới các đảo mà nước này bồi đắp phi pháp trên Biển Đông. Nguy hiểm hơn, siêu thủy phi cơ này còn có thể hoạt động ở nhiều vùng biển khác nhau trong mọi điều kiện thời tiết. Kaiga từng khẳng định AG-600 được chế tạo với 4 sứ mệnh: tìm kiếm và cứu hộ, cứu hỏa, vận tải và giám sát biển. Nhưng giới quan sát tin rằng, với những thông số trên, Bắc Kinh rõ ràng đang phát triển AG-600 cho mục đích quân sự. Giới quan sát cho rằng mưu đồ của Bắc Kinh thâm sâu hơn rất nhiều so với những gì họ nói. Và việc truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố A-600 liên tiếp thực hiện bay thử nghiệm thành công cho thấy thủy phi cơ này đã sẵn sàng hoạt động. Vasily Kashin, chuyên gia phân tích của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Nga cho rằng, mặc dù các tài liệu quảng cáo của Kaiga không hề đề cập tới mục đích quân sự, nhưng lịch sử cho thấy ít thủy phi cơ nào chỉ được dùng với mục đích chữa cháy hay cứu hộ. Cả Shinmaiwa US-2 của Nhật Bản và Berif B-200 của Nga đều là di sản của chiến tranh lạnh.
Trước khi Trung Quốc công bố thử nghiệm thành công AG-600, trên thế giới từng được biết đến những mẫu siêu thủy phi cơ uy lực, được dùng cho cả nhiệm vụ quân sự và dân sự. Một trong những mẫu thủy phi cơ nổi tiếng nhất hiện nay là Beriev B-200. B-200 là dòng máy bay đa năng, có thể vừa làm nhiệm vụ chữa cháy, vừa làm nhiệm vụ vận tải hay tuần tra biển xa, tìm kiếm cứu nạn, thậm chí là máy bay chở khách dân dụng. Khi làm nhiệm vụ chữa cháy, khoang chứa và các thiết bị đặc biệt của B-200 có thể mang theo quả bom nước tới 12 tấn. Rất hữu dụng để dập tắt các đám cháy lớn, nhất là cháy rừng trên diện rộng. Với tầm hoạt động 2.100 km, nó có thể dễ dàng tiếp cận các đảo nhỏ trên biển xa trong điều kiện sóng biển cao tới 1,3 mét. Tiếp theo phải kể đến là Shinmaiwa US-2, mẫu thủy phi cơ cất cánh ngắn do công ty Shinmaiwa tại Nhật sản xuất. Được mệnh danh là chiếc thủy phi cơ đắt nhất thế giới, 156 triệu USD. Được thiết kế cho nhiệm vụ cứu hộ trên biển, US-2 phục vụ trong hạm đội không quân 31 của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản JMSDF theo Naval Technology. Hạm đội Shinmaiwa US-2 được triển khai ở khu vực các đảo xa bờ của vùng đặc quyền kinh tế Nhật để thực hiện nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ vận chuyển y tế khẩn cấp. US-2 dài 33,3 mét, sải cánh dài 33,2 mét, cao 9,8 mét. Cân nặng chống của máy bay là 25.630 kg. Máy bay có thể chở theo 20 hành khách hoặc 12 cáng. Vậy ý đồ của Trung Quốc đằng sau việc phát triển thủy phi cơ lớn nhất thế giới là gì? Giới quan sát nhận định rằng, thủy phi cơ AG-600 lớn nhất thế giới được Trung Quốc phát triển nhằm phục vụ cho tham vọng của nước này trong các vùng biển tranh chấp trong khu vực. Việc chế tạo được loại thủy phi cơ lớn nhất thế giới này mở ra một bước tiến mới trong chương trình hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh, cũng như đáp ứng được những yêu cầu của hải quân nước này. Theo Reuters, thủy phi cơ AG-600 là một trong nhiều ví dụ cho việc Trung Quốc đang tăng cường nghiên cứu các thiết bị quân sự tiên tiến, phục vụ cho tham vọng trong tranh chấp lãnh thổ trên biển với các quốc gia trong khu vực. Giới quan sát nhận định, Trung Quốc thiết kế AG-600 chỉ cho mục đích duy nhất, đó là tăng cường khả năng không vận cho mọi vùng đảo mà Bắc Kinh đang chiếm giữ trái phép. Theo nhiều nhà phân tích quốc phòng, sự xuất hiện của AG-600 sẽ khiến tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực càng trở nên phức tạp. Video của Báo Quân xin tạm dừng ở đây. Nếu thấy hay, các bạn tiếc gì, động viên một like, một subscribe cho Báo Quân có động lực nhé. Cảm ơn các bạn.